Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa và huyện Hậu Lộc tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 11 tháng năm 2023, đến ngày 25 tháng 11 năm 2023, Thanh Hóa đã giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023, bằng 61,5% kế hoạch, thấp hơn 3,9% so với cùng kỳ, song cao hơn 2% so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Trong tổng số 94 chủ đầu tư, đơn vị được giao vốn năm 2023, có 73 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức trung bình của cả tỉnh, 18 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh, 3 chủ đầu tư chưa giải ngân. Trong tổng số 296 dự án, nhiệm vụ, chương trình được giao vốn, có 103 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, 59 dự án giải ngân đạt từ 80% đến dưới 100% kế hoạch, còn lại đều đạt dưới 80% kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, thời gian của năm 2023 không còn nhiều, trong khi tỉnh đã đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trở lên. Do vậy, các sở ngành, các địa phương phải nỗ lực, cố gắng ở mức cao nhất, phải xác định đây là một chiến dịch để thực hiện với tinh thần thần tốc và quyết liệt nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các ngành, các địa phương, các đơn vị liên quan nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, tập trung xử lý nhanh những khó khăn, vướng mắc, sát sao đối với các nhà thầu thi công. Nhà thầu nào thi công không đảm bảo tiến độ thì chủ đầu tư cũng phải có trách nhiệm liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm. Cũng trong sáng nay ngày 5 tháng 12, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức hội thảo triển khai chỉ thị số 07 ngày 6 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi tham luận về tình hình và kinh nghiệm của quốc tế trong phòng chống HIV/AIDS, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Theo ước tính của các tổ chức quốc tế, 33 năm qua, chương trình phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam đã cứu được gần 1 triệu người không bị nhiễm HIV và khoảng hơn 200.000 người không bị tử vong liên quan đến HIV/AIDS. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng trên bản đồ phòng chống HIV/AIDS thế giới. Tuy nhiên, sau một thời gian dài từng bước khống chế, kiểm soát, chương trình phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức. Mặc dù dịch có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Thời gian tới, Bộ Y tế và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tham mưu cho Đảng và Nhà nước có những chỉ đạo kịp thời và quyết liệt hơn nữa, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 07 của Ban Bí thư, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện nhằm tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã dự tọa đàm, tâm sự của người trong cuộc, góc nhìn của cộng đồng về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, chia sẻ về giới tính, những khó khăn của người nhiễm HIV, người đồng giới khi tiếp cận các dịch vụ y tế liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, quan hệ tình dục an toàn. Sáng nay, ngày 5 tháng 12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và huyện Hậu Lộc tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại Cảng Cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tuyên truyền cho ngư dân về tầm quan trọng của biển đảo đối với phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, luật cảnh sát biển, những quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cũng đã trao tặng 500 cờ Tổ quốc, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền các loại cho ngư dân. Nhân dịp này, đại diện hai đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 20 gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và 20 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Hòa Lộc.
tặng một TV và một bộ máy tính cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lộc, nhằm góp phần cùng với địa phương thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Từ quý 3 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thanh Hóa đã có đơn hàng trở lại. Các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tăng tốc sản xuất để có thể đáp ứng được yêu cầu của đối tác. Hơn 600 công nhân của công ty trách nhiệm hạn Soto đang tăng ca tăng kíp, làm việc hết công suất để thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu trong tháng cuối năm. Nếu như từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, mỗi tháng công ty xuất đi khoảng hơn 300.000 sản phẩm, thì trong những tháng cuối năm, sản lượng đã tăng gấp đôi, từ 700.000 đến 800.000 sản phẩm xuất khẩu. Thời điểm này, các đơn hàng đã ký kết, đảm bảo cho người lao động có việc làm kéo dài đến hết tháng 8 năm 2024. Nhiều giải pháp sáng kiến mới trong sản xuất đã được công ty áp dụng để tăng năng suất. À, tháng cuối năm thì là công ty em đang có rất nhiều đơn hàng của rất nhiều khách hàng mới để đưa vào công ty ạ. Và chúng em là những người quản lý và luôn luôn đưa vào những cái sáng kiến và nâng cao năng suất lao động để cho công nhân với lại toàn bộ công ty có những cái mức lương thu nhập ổn định trong những tháng cuối năm ạ. Thanh Hóa hiện có khoảng gần 300 doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Do giá đơn hàng xuất khẩu giảm từ 20% đến 30% so với năm trước, nên dù đơn hàng xuất khẩu tăng trong quý tư, nhưng lợi nhuận lại giảm so với cùng kỳ. Dù vậy, các doanh nghiệp dệt may vẫn đang cố gắng duy trì thu nhập cho người lao động và tính toán phương án thưởng Tết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành y tế Thanh Hóa đã tích cực đưa ra các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng tới chuyển đổi số vào các hoạt động quản lý, khám chữa bệnh một cách toàn diện. Nhờ đó, đã có những thay đổi tích cực trong hệ thống y tế, từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đến nay, 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, 100% đơn vị y tế công lập triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh ký hợp đồng bảo hiểm y tế đã triển khai việc sử dụng thẻ căn cước gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Với lượt tra cứu thành công đạt tỷ lệ gần 70%, các bệnh viện cũng đã áp dụng chuyển đổi số trong kết nối trực tuyến để đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa với các chuyên gia tuyến trung ương. Hiện Sở Y tế Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, trách nhiệm hoàn thành và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo. Ngoài ra, Sở cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế nâng cấp hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh mạng, phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Thưa quý vị và các bạn, không giống với những đứa trẻ bình thường khác, có rất nhiều em nhỏ sinh ra đã mang khiếm khuyết bẩm sinh về thể chất hoặc trí tuệ. Với những trẻ mắc các dị tật thể nặng và hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, việc được đến trường, được học tập là cả một ước mơ khó trở thành hiện thực. Thấu cảm điều đó, một lớp học đặc biệt đã được mở ra, mang đến cơ hội học tập và những niềm hạnh phúc nho nhỏ cho những đứa trẻ đặc biệt. Đó là lớp học tại Trung tâm Cứu trợ Trẻ Em Tàn Tật, thành phố Thanh Hóa. Lớp học của Trung tâm Cứu trợ Trẻ Em Tàn Tật, thành phố Thanh Hóa hiện có 12 trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, dạy dỗ. Các em là những trẻ bị tự kỷ nặng, bị bại não, động kinh, chậm phát triển, không thể đi học bình thường như những trẻ khác và đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đến với lớp học đặc biệt này, các em không chỉ được học chữ, được chăm sóc để cải thiện sức khỏe và hành vi, mà còn được thực hành rèn luyện kỹ năng nghề. Các cháu ở đây thì nó nhiều cái bệnh, nó khác biệt nhau cho nên chăm sóc nó rất là khó khăn. Và hai nữa thì các cháu này bây giờ rất cần một cái điều kiện về vật chất. Ví dụ như là mình để cho các cháu có máy tập này, các cháu để học những kỹ năng học này, thế nên cho nên là nó cũng đang khó khăn. Với trẻ khuyết tật đặc biệt, sự tiến bộ không chỉ tính theo ngày mà phải hàng tháng, hàng năm, thậm chí là nhiều năm. Nhưng sự tiến bộ của các em, dù nhỏ, luôn là động lực để cán bộ, giáo viên thêm cố gắng, làm việc hết mình, với mong muốn bù đắp một phần cho những đứa trẻ kém may mắn, mang đến cho các em cơ hội học tập và phát triển, giúp các em tự tin và có thể sớm hòa nhập cộng đồng. Bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.